Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chain để góp nhận 0.5 NFT BOP và một số token có kiểu là XVV này các bạn. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mình làm nhiệm vụ các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên bạn vào Chrome Black Tag nè. Rồi các bạn điền địa chỉ với pin bi sẽ mang chain B20 trên chocolate của tất cả các bạn vào nè. Giờ này có 2 ngày nữa kết thúc nha các bạn. Các bạn cố gắng làm nhanh. Bạn dán vào đây, bấm continue nữa. Rồi các bạn subscribe kênh channel nữa nè. Trên kênh channel nữa các bạn bấm đăng ký nè các bạn. Sau đó thì các bạn trở về kênh YouTube của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn nhấn vào avatar của mình nè, nhấn vào kênh của bạn nè, nhấn vào ba cạnh cùng nè, nhấn vào chia sẻ nè, các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Sau đó các bạn dán đường link của tất cả các bạn vào đây nè. Rồi bấm continue. Rồi tiếp tục follow Twitter nè. Trên Twitter đó các bạn theo dõi nè, rồi đó các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn điền là username Twitter của tất cả các bạn nha bạn. Các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra thì sẽ thấy được username ở dưới phần ảnh avatar của tất cả các bạn đó. Rồi bấm continue. Rồi tiếp tục like và tweet. Rồi các bạn like nè, các bạn tweet lên nè. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Submit link giveaway thì bằng mã Twitter tất cả bạn ra nữa. Các bạn nhấn vào avatar của mình, nhấn vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn chia sẻ các bài các bạn đã tweet nữa. Các bạn sao chép liên kết nữa. Các bạn dán vào đây. Rồi bấm continue nữa các bạn. Sau đó các bạn join kênh group kênh seller nữa nè. Join kênh group nè. Các bạn xoắn sao các bạn. Tiếp tục các bạn bắt up lên nè. Các bạn xoắn tiếp kênh seller nữa nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn nhấp ba cánh cùng nè. Các bạn vào setting nè. Copy username bên chỗ này nè các bạn. Cộng anh 3 số 1, 3 số 2. Các bạn điền vô đây nè. Rồi bấm continue. Sau đó các bạn join get it nè. Trên cái tiết các bạn bấm vào son community nha các bạn. Rồi sau đó bạn nhấp vào ba cạnh cùng nữa. Nhấp vào avatar của mình nè. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nữa. Các bạn chia sẻ nè. Thôi đi các bạn copy cái đường link cái tiết của mình chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn trở về cái link phong hồi nãy nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi bạn dán cái link cái tiết của mình vào đây nè. Rồi bấm continue. Sau đó các bạn duyệt cái link ghép mình chia sẻ cho bè và người thân để kiếm theo tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.